bạn đã quay trở lại kênh Tiểu Sử Người Nổi Tiếng. Và sau đây là tiểu sử Hoa hậu Diễm Hương đám cưới đẹp như cổ tích. Sáng ngày 29 tháng 11, Hoa hậu Diễm Hương tổ chức lễ cưới tại Tư Gia cùng ông xã Nguyễn Quang Huy. Trước đây cả hai từng có khoảng thời gian chung sống như vợ chồng và có với nhau một bé trai 10 tháng tuổi tên là Naus. Diễm Hương từng chia sẻ cô và ông xã quyết định làm đám cưới vì đây là lúc cuộc sống cũng như kinh tế của họ đã được ổn định. Được biết, ông xã của Diễm Hương tên là Nguyễn Quang Huy, sinh năm 1983. Thời gian mới quen Diễm Hương, anh đang làm cấp quản lý của một công ty sở hữu các trung tâm tập gym lớn nhất cả nước. Đúng 8 giờ 30, mọi thứ bên nhà gái đã được trang trí và chuẩn bị chu đáo. Không gian cưới được bài trí khá đơn giản với gam màu đỏ, chủ đạo từ giấy dán tường. Trên bàn khách được trưng bày là hoa hồng và hoa loa kèn như sở thích của cô dâu. Hoa hậu muốn thực hiện một lễ cưới đơn giản nên cách trang trí, sắp xếp không quá cầu kỳ mà chỉ tuân theo đủ những nghi lễ truyền thống. Lễ rước dâu bắt đầu vào lúc 9 giờ tại nhà cô dâu. Chú rể sẽ từ chung cư Him Lam quận 7 sang đón dâu bằng xe Volkswagen cổ điển. Theo lời người thân và bạn bè có mặt tại lễ cưới, không gian tổ chức ngày trọng đại của Hoa hậu Diễm Hương như một vườn cổ tích với nến hoa lung linh ngoài trời. Vào lúc 17 giờ, cô dâu và chú rể trao nhẫn cho nhau dưới cơn mưa lất phất. Trong lễ cưới của mình, Diễm Hương cũng bế con trai là bé Naus ra mắt mọi người. Diễm Hương cùng chồng ôm hôn con vui vẻ trong ngày trọng đại này khiến nhiều người đến dự không khỏi cảm động. Đồng lòng chúc phúc cho cô sau những sóng gió mà cặp đôi này đã trải qua. Khoảng một năm về trước, Hoa hậu Diễm Hương bị cấm biểu diễn trên phạm vi toàn quốc khi bị phát hiện đã đăng ký kết hôn trước khi thi Hoa hậu Hoàng Vũ 2012. Đây cũng là khoảng thời gian mọi bi kịch ập đến với cô khi cô cùng chồng cũ có những bất hòa phải ly hôn. Cay đắng hơn nữa đối với Hoa hậu Thế giới Người Việt là bị mẹ cô đứng ra chỉ trích cô giữa chốn đông người và trong lễ cưới hôm nay bà cũng không có mặt. Chuyện tình sóng gió của Hoa hậu Diễm Hương và Quang Huy từng làm xôn xao dư luận khi chồng cũ của Hoa hậu tìm một cách ngăn cản. Theo lời Hoa hậu, tôi ảnh hưởng ít còn Quang Huy bị áp lực tinh thần, vũ lực. Trải qua mọi tin đồn không hay và ngay cả sự cấm cản, từ mặt của gia đình, cặp đôi vẫn tiến đến hôn nhân và theo lời Hoa hậu, em tin anh và em sẽ cùng nhau đi đến hết cuộc đời. Sau đây các bạn và chúng tôi cùng xem tiếp những hình ảnh trong đám cưới của Hoa hậu Diễm Hương.
Tâm tin chúng tôi gửi cho